Bản đặc trưng của lễ hội đền Cờ của du khách mỗi năm đến thăm, đó đầu tiên là món cá chích nướng mọi người nha, và thứ hai là cái món bánh cuốn rất là ngon. Hai cái điểm đặc trưng của lễ hội đền Cờ năm nào du khách đến, những người nào mà đến chưa ăn cá chích nướng thì chưa phải là tới đền Cờ. Và mời mọi người theo chân Cao Khởi chúng ta đến để tham quan hàng cá chích nướng. Đây, đây là các bác đang bà còn bán già cá. 70 Bà tuổi già mới đâu còn 70 ngồi tuổi. nữa cả cha. Vâng, chào bà. Bà 70 tuổi đâu còn ngồi nữa cả cái Vâng. ngồi làm. Các con là ở xa Vâng. mà cứ khi nào mà cứ nghe nói đến về đây ta lễ hội thì không thể quên được cái món cá chích nướng đặc sản của quê ta. Đúng, đúng. Hình như cái du khách mà về đây thì nhớ cái đây kỷ là niệm phụ là cho không ba thể đây. quên được. Thấy anh là gì anh thấy anh là gì Cao Khởi ạ. Cao Khởi á. Dạ vâng, và kênh YouTube Cao Khởi đi xem nhá. Em là Hoàng Tùng nhá, khi đâu vào là Dạ vâng. em là Hoàng Tùng. Ba là Phan Thị Hoàng, chứ này là nếu mà bay bác còn phải thấy được. Thầy của bà con ạ. À. Ờ, nhưng mà như bà không biết. À, bảo con cái mở vào trong TV á, vào cái kênh Cao Khởi vào TV xem. Cao Khởi á. Cao, Cao Khởi ạ. Dạ. Đây là cá thu chị nha. Cá thu cái à? cái món cái cá này là cá thu. Cá thu nước. Cá thu nước. Cá chả mực, cá chín. Và chúng tôi cũng là review cho quý vị khán giả để hình dung là cái cá thu là cái cá rất là lành, mà nó nạc lắm. Phụ nữ mà sinh đẻ là ăn cá này là rất là lành, rất là ngon nha. Mà đúng nhất không? mà mọi người về đây thì bảo các chị bán cá ở đây bán được cùng cái nước mắm mà nó ngon, mà chấm thì thôi. Về đây có nhiều cái đặc sản nước mắm, và đây là chả mực mọi người ơi. Đây là chả mực, mực xay ra mà làm chả. Còn cá này là cá chia gì chị ơi? Cá chim, cá chim. Ô, cá chim cá trà đúng không? Ừ, cá chim, ôi giờ cá chim cá trà là cũng nổi tiếng như cá ơi, thu rồi. Đây, đây là cá chim là đặc sản chim. Này. Vâng. Đây là chả mực này. Dạ. Vâng, anh không có chúng tôi mua về ăn này. Có anh này. Mỗi du khách thì không thể quên được cái món cá của địa phương khi đến đền Cờn. Đó. Vâng, và bánh cuốn. Bánh cuốn cũng là cái đặc trưng mà du khách cuốn chân nhất, là cứ mỗi lần đến lễ hội thì không thể và không ăn bánh cuốn. Đặc biệt bánh cuốn ở đây là bột rất là tinh minh, ăn rất là dẻo, nó không bị khô cứng như các cái vùng miền khác. Đó là đặc trưng của bánh bánh cuốn của Hoàng Mai. Và một một món cá mà ngon trong top 3 ở đây thì đây là cá nục nha. Cá này là người ta đi phải rất xa nhà đi đi khơi đúng không? Vâng. Vâng, cá nục là rất là ngon mọi người ạ. Còn cá chích thịt đi nó một thơm. Ngày là về thôi. Còn cá chích này thì đánh nó gần bờ hơn. Đánh bằng bờ thôi. Đây mời quý khách ra cùng chiêm ngưỡng cá chích này. Rồi xin phép chào các chị em lại đi quay khác để cho du khách họ xem. Chia tay. Vâng. Không thì du khách thì năm nào người ta ở ta nổi tiếng rồi chứ mà. Nổi tiếng thì hai cái mấy cái món cá và món bánh cuốn này hình như du khách năm nào họ cũng là kỷ niệm. Vâng. Chị ơi, rất là lễ hội của mình là diễn ra từ ngày mười mấy đến ngày mười mấy chị nha. Ngày 19 đến ngày 20, 21 là hết. Vâng. Vâng. Ngày 21 là hết. Chị tên gì nha? Chị tên gì chơi? Quyết. Chị theo tên của chị Quyết thì lễ hội. Chị Quyết có cung cấp thông tin thì lễ hội từ ngày 19 đến ngày 19 đến ngày 21. Cái gì? Đó. Đấy, và bên theo chúng tôi khảo sát thì lễ hội là Nghệ An, nhất là thị xã Hoàng Mai sẽ làm nhiều thú chơi rất là vui cho các Yeah.
sáng đẹp, nên là đằng ngày còn đêm thì chắc chắn là đẹp hơn. Làm có vẻ chú đáo hơn đấy nha. Năm ngoài nữa. Năm nay có những trò chơi gì đây? Cùng thiên năm ngoài thằng nó chơi đầy đủ á, đá mồm nữa mà. Cờ là gồm là đua thuyền nè. Đua thuyền, cờ tướng. Cờ tướng. Thì thủ chuyên. Đẩy gậy. Đẩy gậy. Còn sáng nay thì đang chơi cái gì ở đây ra? Tìm cho mau về thủ chuyên, về đua thuyền. Đua thuyền bảo 21 cơ mà. Hôm nay cùng thằng nhóm đấy. Lần này đây. Và đây là chúng tôi đang còn thấy bắt đầu có một sân cờ người nha. Đây là một sân cờ người, một sân cờ tướng cho những người vật nghệ nhân đánh cờ siêu sao. Thì điều viên khiển tướng sẽ khi cờ người một sân vận động. Và trai làng đang còn chuẩn bị lau chùi kiệu để lễ rước năm nay mọi người nha. Và bên phía tay phải của chúng tôi thì là các cái trò chơi như bóng chuyền của các và tôi đang có mặt tại đền cờ Quỳnh Lưu Nghệ An. Hôm nay là ngày 19 thì chuẩn bị diễn ra lễ hội đền cờ trong 2-3 ngày. Hàng năm lễ hội đền cờ được tổ chức 2024 với nhiều chương trình thú chơi như bóng chuyền, bóng đá, vật rồi đua thuyền, và là vậy có những cái đoàn ca nhạc các hàng trưng bày. Hiện nay theo quan sát chung của chúng tôi thì mọi người dân đang còn tập luyện và đổ về ở đền cờ rất là đông để chuẩn bị cho lễ hội. Đây là một cái khu sân trưng bày gian hàng, xe cộ mới bây giờ cũng là mới có 8 giờ sáng thôi, ngày 19 thì lượng du khách cũng đổ về rất đông rồi. Và theo quan sát là có nhiều quầy hàng và các thú chơi giải trí sẽ diễn ra ở trên cái sân bãi này đây. Đường xá thì tỉnh Nghệ An cũng đã nâng cấp về cho du lịch, cho nên các cái tuyến đường nhìn chung là bao quát rất như là rộng rãi và đẹp. Và phía trước tôi là một cái sân khấu lớn
của thị xã Hoàng Mai, dựng rất là công phu hoành tráng để biểu diễn âm nhạc vào buổi tối cho du khách ở lại qua đêm hoặc là chơi đêm. Và người dân biển thì thường trong những cái ngày lễ hội thì bà con cũng dừng đi sản xuất đánh bắt cá xa bờ, thuyền bè cũng đã tập trung về tất cả ở nơi bãi lạnh để chuẩn bị để người ta tham dự lễ hội. Cho nên người dân về, bà con em và khách thập phương từ xa cũng đã về hết ở khu vực này để chuẩn bị cho đón một cái lễ hội đền cờ năm nay 2024. Và đây là chiếc cầu cùng trang trí cờ lễ, nhạc lễ, và nhất là về đêm mọi người ạ, các du khách nếu mà có đến lễ hội đình cần vào buổi tối thì các dọc đường đèn được năm nay thì xã Hoàng Mai trang trí đèn đẹp, và thứ nhất là các thuyền bè của người dân là bật bóng sáng tạo cho thành một cái không gian huyền ảo về đêm rất chi là đẹp. Khách từ xa mà đi xuống thì ta đi qua hết chiếc cầu thì là đường xuống lễ hội đền cờ. Năm nay theo chúng tôi khảo sát thì lễ hội là Nghệ An, nhất là thị xã Hoàng Mai sẽ làm nhiều thú chơi rất là vui cho khách có những trò chơi gì đó. Cùng đến nước ngoài thằng ta chơi đầy đủ á, đám mồm nữa cờ là gồm là đua thuyền nè, đua thuyền, cờ tướng, cờ tướng, thẻ mục chuyên, đẩy gậy, đẩy gậy. Còn sáng nay thì đang chơi cái gì ở đây ra? Tìm cho mau về mục chuyên, về đua thuyền. Đua thuyền bảo 21 cơ mà. Hôm nay cùng anh em đấy. À. Đây đây. Thank you.
Và đây là chúng tôi đang còn thấy bắt đầu có một sân cờ người nha. Đây là một cờ người, một sự biểu tượng cho những người vật nghệ nhân đánh cờ siêu sao. Thì điều biên khiển tướng khi cờ người đến sân vận động. Và trai làng đang còn chuẩn bị lau chùi kiệu để lễ rước năm nay mọi người nha. Và bên phía tay phải của chúng tôi thì là các cái trò chơi như bóng chuyền của các cậu. Đây là các ca thanh niên trong các phường xã tổ chức ca thi đấu với nhau. Và đang đấu để vòng loại và sau các cái tiết mục thể thao đánh cờ và xem các trò chơi dân gian, tôi lại tới trường chim trong lễ hội ngày năm nay thì cũng có diễn ra hội trường chim của lễ hội cờ người tổ chức hàng năm. Đây là một lễ hội thường niên. Đấy anh em tiền theo dõi về việc di chuyển lông, anh em cứ nhớ như sau. Lễ thì chúng ta chuyển bên này, chặn thì chúng ta chuyển bên này. Đó là số vòng, anh em lưu ý. Ngày 19 đến ngày 21 thì hôm nay là ngày chi kim của lễ hội đình cờ này. Đây là tất cả các nghệ nhân. Xin kỷ niệm từ vị trí trọng tài. Từ mọi nơi bắt đầu vào về với lễ hội để dự giải lễ hội đình cờ năm nay là cái món thú chim. À, chúng mà tôi chào anh Phúc. Anh Phúc là anh Phúc Kim mọi người nha. Anh Phúc với nghề danh là Phúc Kim ra. Đấy. Đây là các gương mặt đưa những chú chim hay nhất của mình để tham dự lễ hội. Và nhìn xa thì đây là chúng tôi thấy những nghệ nhân đến từ Hải Thượng, Hải Hà. Đấy, đấy là những cái gương mặt sáng giá. Đó, mọi người có phát hiện anh nào nhỏ nhỏ đấy không ạ? Anh Cường Toát đấy ạ. Anh Huy Điệp đấy ạ. Trong giới chim thì chắc nhiều người nhìn các gương mặt này chắc là quen rồi đúng không ạ? À. Đây vòng mấy rồi nha. Và sau khi chúng tôi qua cho mọi người xem lễ hội đình cờ thì vòng về thì ở đây là đã đến vòng 6. Và đây là phóng viên đang còn tác nghiệp để đưa những cái thông tin của lễ hội hàng năm. Năm nào cũng các phóng viên nhà báo cũng về để đưa tin cho lễ hội. Và đến giờ thời lượng cũng đã tương đối dài. Cao Khởi xin phép quý vị khán giả cho Cao Khởi xuống like. Và mong mọi người ủng hộ kênh tiếp cho Cao Khởi để xem phần 2 của lễ hội đền cờ. Xin chào và hẹn gặp lại.